Alo, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi chuẩn bị đi cắt tóc rồi các bạn ơi. Đây là tiệm tóc Nam Song Nguyễn. Ở gần chỗ của mình, chiếc xe tải đang chạy là ngay ngã tư chợ Bình Thạnh 2 các bạn. Thì chủ nhật tới này mình đi đám cưới với thằng bạn cùng làm xe cúc. Nên là hết tóc thì đẹp trai xíu là đi đám tao mới cười. Đây là mấy cái dụng cụ mà để dành để hát tóc các bạn. Đó, kéo nè, tỉa, kéo cắt thì đủ hết ha. Hết giống hôm bữa không? Thì cắt cái máy xúc xuống như dài quá trời dài, cũng mất. Xin chào các bạn, hôm nay mình hát tóc rồi các bạn. Băng này lại đựng cho tóc rớt vô. Uống hết không? Để không lên bằng. Để bệnh gì đây thầy? Bệnh gì mà lấy? Mày ra. Mà hôi người nọ, người kia nó lây nhau. Thế mà đó em tưởng là cái cổ là nó định cho tóc rớt không? Thì nó đúng rồi, chủ yếu là nó không có phun quấn nhưng mà nó cũng sạch, mình xài lần. Các bạn thấy không? Đây là ông xài lần đó. Ông mẹo Nguyễn Song đang chuẩn bị cắt tóc cho mình đó. Hết rồi, là đẹp trai tuổi nhật thì đám cưới. Thì mới lần đầu tiên đi hát tóc thì cũng hơi ngại ngại, quán này cũng mới hết được 2 lần. Nên là cũng chưa biết kìa, ông lấy cái tờ giấy trắng trắng ông quấn cổ mà tưởng là ông làm cái gì. Anh nói là chống mồ hôi chứ không phải là mình tưởng là ngăn điện cho tóc rớt cho người chùm giấy đỏ này chắc được tâm tạng ấy. Đó, là mặt tóc này. Nói bữa nay thứ hai đi làm về ra cho anh ghé thử có đông nữa. Hôm qua đi được. Chuẩn bị hết tóc nha các bạn. Anh này chắc tóc trông dễ điêu luyện á. Anh đẩy cho cầm cái đó, anh đẩy chi điện. Anh này nó tóc đẹp nha các bạn. Như ngày hôm qua tới là đông khách quá cho nên là chủ nhật đông quá cho nên mình không có hết được, cho nên là hôm nay thứ hai là tranh thủ ra ca ghé quốc liền. Anh đang ngủ mà tiếp bồi nổ rồi không ra hết mà mình không nhanh kỹ hết rồi. Thế mình thấy vòng vòng ở khu vực đây thấy có anh em hết được rồi. Mà giá của mình dân qua 5 ngàn cái đầu rồi các bạn ơi. Mà nó cũng đẹp nha. Mấy chỗ khác thì nó hết cũng giá cũng có chỗ 40-50. Và anh này ảnh kinh nghiệm ảnh cũng mười mấy năm hết tóc rồi cho nên là mình tin tưởng hơn mấy cái thằng trẻ trâu ở mấy cái tiệm bên kia. Mặc dù nó lâu hơi chậm tí nhưng mà nó chắc. Đây các bạn. Đây các bạn. Đó, mình đang quay là ngại là ảnh né né nó không có dám được mặt anh vô rồi. Anh hát đẹp các bạn. Cuối tháng không có điều mà đám tiền tới hoài. Đang chuyển sang công đoạn under hai bên mép mà. Under cái tay nữa. Thấy đơn giản gì chứ không phải dễ ăn đâu nghe các bạn. Người không biết hết là cầm rung rai rồi đơ vô người ta không. Anh hát được, đẹp.
tháo cái đầu của mình là khoảng 15 phút là xong rồi. Nhăn cái đầu này. Trời phải tranh thủ chứ để hết thấm chưa? Thì đi đám tiệc của bạn rồi sắp sửa đi du lịch nữa rồi, hết cho nó thoải mái ảo cái chiều nắng dạo này thời tiết nóng nực quá. Không chịu nổi. À ngộ sắp chuyển mùa ban ngày nắng ban đêm mưa. Anh hát là điều luyện nha mày. Thì anh nào là ở gần khu vực gần xe cuối thì ghé tiệm hết tóc Nguyễn Sông này ủng hộ anh nha. Anh hát nhiệt tình lắm mấy các bạn. Anh đang đẩy anh đang đơ làm sao rồi. Mình nói mới ngồi có chút xíu là bà xã lội đi kiếm khổ thằng gì. Sắp xong rồi các bạn này, một bên này còn bên kia đó. Nó nhìn đẹp kia chưa. Mình cũng mới đi làm về đây các bạn ơi. Cũng hơi mệt tí, hát tóc xong về tắm ngủ cũng giấc cho nó khỏe à. Thì lâu lâu đi hát tóc là nên là quay clip lại làm kỷ niệm chứ không có gì nha các bạn. Tạm ổn là được mấy xước hay vậy. Chạy chưa? Đó hai bên mép bây giờ sao nó là xong rồi đó. Rồi còn cái cạo nó là rồi nó không. Đây là anh hát tóc là tên là Nguyễn Sông nha các bạn. Nguyễn Sông. Hát giá bình dân và hát tóc rất là đẹp. Ở khu vực gần chợ Bình Thuận 2, chỗ ngã ba Đồng Đô đi vô bột mì đó. Anh em nào ghé ủng hộ ảnh nha. Ảnh cũng độc thân một mình, tội nghiệp ảnh lắm các bạn ơi. Thì mình hát ở đâu cũng vậy, ghé ủng hộ ảnh tạo một xíu công đức chút xíu cái gì đó. Chứ hát chỗ nào cũng được. Chỗ này nó vừa đẹp vừa rẻ mà vừa chất lượng đó. Đó, đẹp đó nha các bạn. À, đây là đang kêu ổng tỉa sau le cho nó sừng lên mà tóc mình nó xẹp quá, nó không có đứng lên được. Tại vì mình đi làm nên là tóc mình nó cũng sừng nổi, sừng lét đi không sừng nổi. Nếu mà xài sừng mà phải anh kêu là phải xài keo nó mới sừng lên đây các bạn. Bàn tỉa mỏng cho ngắn ngắn cho nó sực lên. Rồi sắp xong rồi nghe các bạn. Rồi video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Thì hôm nay mình quay cái kỷ niệm mình đi hát tóc làm kỷ niệm chứ không có gì hết nha các bạn. Và mong anh em nào có ở gần khu vực dòng xe An Phú thì ghé ủng hộ anh hát tóc Nguyễn Sông nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.